nó chia thành mấy cái câu hỏi như sau. Câu hỏi số 1 này, câu hỏi số 1 ở đây là anh nói rằng là heo nái sau khi đẻ có phải tiêm không? Đúng không? Sau đẻ có tiêm kháng sinh không? Đây là câu hỏi đầu tiên của anh. Và câu hỏi số 2 là tiêm loại nào ngon bổ rẻ? Tiêm loại nào ngon bổ rẻ? Ok nhá. Ngon bổ rẻ. Vậy câu hỏi này anh em gửi trên Zalo nha. Thì đầu tiên này, có một cái kiến thức như sau này. Sau khi mà đương nhiên ấy, có rất nhiều người sẽ nghĩ rằng là cái việc mình sử dụng kháng sinh tiêm ấy cho con heo nái mà đang đẻ thì nó rất là nguy hiểm, đúng không? Nó rất là nguy hiểm, nó làm cho ảnh hưởng đến sữa cái heo con. Tuy nhiên ấy, trên vật nuôi thì nó khác ở trên người. Trên người thì họ vẫn phải sử dụng một chút kháng sinh nhẹ để làm chống viêm nhiễm, đương nhiên là hoặc là viêm viên đặt tử cung. Nhưng mà ở trên lợn thì các bạn sẽ sử dụng kháng sinh như sau này. Tôi gọi là sử dụng kháng sinh cho heo heo đẻ nhá. Thì chúng ta sẽ chia thành các giai đoạn như sau này. Đầu tiên ấy, mình sẽ nếu mà muốn con heo nái của mình hiệu quả nó cao ấy thì 1 tuần trước đẻ nhá. Tôi gọi là 1 tuần trước đẻ này. 1 tuần trước đẻ cộng với là 1 tuần sau đẻ thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh trộn nhé, sử dụng kháng sinh trộn này, sử dụng kháng sinh trộn mục đích là làm sạch lợn, làm sạch heo, chống viêm nhiễm, làm sạch heo chống viêm này. Ở cái thứ ba là duy trì kháng sinh trong máu để nó chống kế phát tất cả các bệnh khác nhau. Tiếp tục này, vậy thì các bạn sẽ hỏi rằng là 1 tuần trước đẻ và 2 tuần sau đẻ chúng ta sẽ trộn cái gì? Ở trên con lợn ấy nó bị những cái bệnh ví dụ như là Staphylococcus này, hoặc là Streptococcus, hoặc là những cái bệnh liên quan đến vi khuẩn khác này. Và đặc chủng ở đây ấy, nó do con E. coli này, Clostridium, Clostridium, và nó rất nhiều con vi khuẩn khác. Vậy thì chúng ta cần phải sử dụng những cái thuốc như sau. Các bạn có thể sử dụng cái Cevadoc này, các bạn có thể sử dụng Cevadoc nhá. Mình Cevadoc mình trộn trộn cám nái, được không? Cevadoc trộn cám nái. Cái thứ hai là mình trộn Cevadoc cho heo nái này rồi nhá. Thì đến chị heo nái, sau đó thì cái ngày đẻ ấy, tới ngày đẻ này, ngày đẻ chúng ta sẽ tiêm thành 2 mũi kháng sinh. Mũi số 1, mũi 1 mình tiêm lúc đẻ, mũi 2 mình tiêm sau đẻ 1 ngày. Ok, thì có rất nhiều người hỏi tôi rằng là tại sao lại tiêm lúc đẻ. Tại vì các bạn biết rằng là lúc đẻ ấy, thì con lợn nó đau đẻ hơn là bị tiêm, đúng không? Vậy thì lúc nó đang nằm nó đẻ ấy, các bạn tiêm kháng sinh lúc này nó phù hợp nhất. Tại vì con lợn nó không dãy giụa, nó không làm sao cả, mình tiêm kháng sinh rất là hợp lý. Cái thứ hai là anh em chú ý này, cái con vi khuẩn ấy, con lợn thường thường nó đẻ từ khoảng 4 đến 6 giờ nó sẽ đẻ xong, đúng không? Vậy thì trong cái giai đoạn từ 4 đến 6 giờ ấy, trong cái quá trình đẻ nó sẽ làm cho vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở nó rất là lớn. Vậy thì tránh cái trường hợp mà để cho vi khuẩn mầm bệnh nó nhân lên quá lớn thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh tiêm vào lúc đẻ là hiệu quả nhất và đơn giản nhất. Và sau đó mũi 2 các bạn tiêm sau đẻ 1 ngày, và mũi 3 các bạn có thể tiêm sau ngày đẻ 2 ngày. Ok, vậy thì đấy là cái công thức để tiêm kháng sinh cho heo nái đẻ. Còn lại câu hỏi đấy, câu đấy cũng là câu trả lời luôn cho cái bạn gì bạn hỏi trên Zalo ấy, tôi không nhớ tên tại vì không kết bạn. Cái bạn hỏi trên Zalo ấy là để trả lời luôn cho bạn rằng là heo nái đẻ ấy, chúng ta lên tiêm kháng sinh chống viêm. Tại vì bản thân cơ thể của nó đã tạo ra những cái chất để chống viêm nhiễm rồi. Tuy nhiên ấy, ngày xưa ở những cái trang trại mà chăn nuôi hộ lông trại ấy, tức là họ nuôi con lợn áp siêu ấy, mà họ nuôi 1 2 con ấy, thì người ta không dùng kháng sinh. Nhưng mà tuy nhiên hiện tại bây giờ ở những trang trại lớn, ở trang trại nuôi heo siêu, thì đa số là các bạn lên phải dùng kháng sinh, tại vì nó tránh cái trường hợp không hay xảy ra, ví dụ như viêm tử cung chẳng hạn, hoặc mất sữa, hoặc là con nái nó bị viêm sau này nó không lên giống. Thì chúng ta ăn chắc nhá, chúng ta ăn chắc chúng ta sẽ tiêm kháng sinh cho heo. Còn lại câu hỏi thứ hai của bạn này, câu hỏi số 2 của bạn là câu hỏi số 2 là dùng kháng sinh gì nhá, kháng sinh gì là ngon lại bổ và rẻ. Thì hiện tại bây giờ nếu mà cái công thức ngon bổ rẻ nó không có đâu, nó chỉ có cái công thức ngon bổ nhưng không rẻ thôi, đúng không ạ? Công thức là ngon bổ
nhưng không rẻ nhá. Tại vì sao như thế? Tại vì có rất nhiều người quan niệm rằng rẻ nó không ngon, nhưng tuy nhiên quan điểm cá nhân của Xuân Trịnh ấy, thì nó chỉ cần đúng bệnh đúng thuốc thôi là nó ngon hết. Vậy thì ở đây này, nó có cái các sự lựa chọn cho bạn này. Nếu mà bạn muốn ngon bổ rẻ mà hợp lý ấy, thì chúng ta mua cái Amoxicillin nhá. Amoxicillin 20% này. Đấy, mình dùng cái 20% này, giá của nó đâu đấy nó rơi vào khoảng tầm 220.000. Đấy, thì mình dùng cái này là mình chống viêm này. Hoặc là anh có thể dùng cái Amox Genta nhá. Amox Genta nó cũng xấp xỉ khoảng tầm 200.000 đấy. Đấy, thì đây là hai cái loại ngon bổ nhưng không rẻ nhá. Thì tại sao mình dùng Amox Genta, dùng tại sao dùng axit Amox Silalic? Tại vì nó liên quan đến một cái này này. Hiện tại bây giờ là vi khuẩn nó đang tiết ra nhá, vi khuẩn nó tiết ra cái chất kháng, tôi gọi là kháng beta lactam nhá. Nó tiết ra cái chất kháng beta lactam. Vậy thì chúng ta phải sử dụng cái thứ nhất ấy, là cái hàm lượng thuốc 20% này. Cái thứ hai dùng thuốc kháng sinh phổ rộng, tức là nó kết hợp giữa Amox và Genta ấy, nó sẽ tạo ra được cái gì, là nó tạo ra được cái phổ kháng khuẩn rộng. Cái thứ hai là trong hai cái thuốc này nó có chứa cái thành phần axit này, axit clavulic nhá, axit clavulic, nên là chính cái thuốc này nó sẽ làm trung hòa, nó sẽ làm trung hòa cái chất tôi gọi là làm trung hòa cái chất kháng beta lactam ở trong cái kháng sinh này. Vậy thì đây là công thức số 1 ngon bổ rẻ. Công thức số 2 này mà tôi cũng rất là hay dùng, thì các bạn sử dụng cái sép mắc, các bạn cộng với dipyrrole. Nếu mà sép mắc cộng với dipyrrole thì coi như là tắt điện luôn, còn đâu mới viêm được. Hôm trước có mấy khách hàng nhắn tin cho tôi ở trên Zalo ấy, hỏi bảo rằng là đúng là thuốc của anh đắt nhưng mà sắt ra miếng, tiêm có một mũi mà khô ron cả bướm. Nghe thì nó buồn cười nhưng mà thực ra nó đúng mà, tại vì cái thuốc sép mắc cộng dipyrrole nó là thuốc cao cấp rồi, cao cấp bực nhất rồi. Tại vì trước đây ấy, các bạn hình dung là trước đây tôi rất thích sử dụng những cái thuốc ví dụ như là Clamosil này, Clamosil của thằng Pfizer ấy, bây giờ tên của nó là do Etit này, ông Clamosil của do Etit. Rồi là tôi thích rất thích sử dụng cái tôi sử dụng cái Vetchi Vetchimosil LA của thằng 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 Ceva của Pháp đấy, thằng Ceva của Pháp. Hoặc là tôi thích rất dùng cái thuốc là Amox này, Amox của thằng Brimer của Đức ấy. Đó, nó cũng rất là ngon. Nhưng mà sau đấy thì tôi nhận ra một điều rằng là tất cả những cái thuốc này ấy, nó có hai cái yếu tố để tạo lên một cái chất thuốc tốt. Cái thứ nhất ấy, là cái nguyên liệu của nó. Cái nguyên liệu của những cái thuốc này nó dùng cái dòng super micronized. Để tôi giải thích thêm về cái nguyên liệu nhé. Tức là trong cái thuốc kháng sinh ấy, nó chia thành 3 dòng. Tức là thuốc kháng sinh ấy, để mà cái độ mịn của nó chia thành 3 dòng nhé. Dòng thứ một nó gọi là dòng powder. Dòng powder này, tinh thể của nó thường thường là nó từ khoảng tầm, tôi nhớ không nhầm thì nó khoảng tầm 100, 100 microlite nhé. 100 microlite thì thường thường cái dạng powder này họ hay dùng trong thuốc trộn ấy. Thuốc trộn là họ dùng dòng powder. Cái thứ hai ấy, người ta dùng dòng micronized này, micro line này, micronized, thì cái thuốc này ấy, nó có tinh thể cái hạt thuốc ấy, nó nằm từ khoảng tầm 30 này đến 100, 30 đến 100 micronized nhá, micronized. Thì đây là dòng thuốc cũng khá là hiệu quả trong trong cái thuốc mà điều trị khuẩn rồi. Nhưng mà cái dòng cuối cùng là dòng super super micronized, thì cái dòng này cái hạt thuốc của nó từ 15 đến tới 30 nanomet đúng không? Thì cái tinh thể của nó khá nhỏ, mà khi tinh thể của nó khá nhỏ thì đương nhiên cái hiệu quả điều trị trong những cái triệu chứng viêm nó khá ngon. Vậy thì ở đây sau khi tôi dùng cái Clamosil này, cái Vetmosil này, cái Amox của Đức này, tôi thấy nó rất hiệu quả. Nhưng mà nó là thuốc ngoại nên là tôi quan điểm của tôi ấy, chỉ cần chuẩn đúng bệnh đúng thuốc là được. Vậy là tôi tạo ra một cái dòng thuốc tên của nó là Sepmax, tên của nó là Sepmax nhá. Sepmax thì cái thằng này hàm thành phần của nó gồm 3 thành phần. Thứ nhất là Septifur này, Septifur. Thứ hai là Gentamicin.
thứ ba là acid clavulanic. Thì tổng ba cái này nó tạo ra một cái thuốc xếp mắc đẳng cấp của nó bằng ngang bằng với là của nước ngoài nhá, ngang bằng với của nước ngoài. Vậy thì bây giờ nếu mà các bạn sử dụng cái xếp mắc của bên công ty Big Boss ấy, xếp mắc của công ty Big Boss thì bạn có thể so sánh được với là Vetchimosil so sánh với Cloud, Cloudmosil so sánh với Vetmu, Vet so sánh với Amoc, tất cả những dòng đấy. Vậy thì xếp mắc hiện tại bây giờ nó là một trong những dòng kháng sinh mà tôi nghĩ rằng là đẳng cấp của nó khá là ok. Tại vì các bạn biết là Cloudmosil này, Vetchimosil này và Amoxicillin này, tất cả những dòng này nó thuộc kháng sinh là Amoc đúng không ạ? Amoc. Nhưng mà giá của nó thì rất là đắt, đắt ơi là đắt luôn. Ví dụ như cái lọ Vetchimosil bây giờ hiện tại một chai của nó cũng là mấy trăm ngàn đấy. Nhưng mà ở đây này, xếp mắc của tôi, thành phần của nó là Ceftibuten-genta acid. Đây là một kháng sinh mới nhá. Thế hệ số 3 của kháng sinh này nó thuộc là thế hệ 3. Nó thuộc thế hệ 3 của cái thằng Cefalosporin ấy. Cefalosporin. Đây là nhóm beta-lactam hàng đầu nhá. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cái xếp mắc này thì đương nhiên là hiệu quả của nó cực đỉnh rồi. Còn tiếp tục một cái kháng sinh nữa là thế hệ 4 này. Kháng sinh thế hệ 4. Kháng sinh thế hệ 4 mà các bạn có thể dùng ấy, tên của nó là Quinogon ấy. Đâu? Quinogon này. Đây là kháng sinh Quinogon, đấy kháng sinh thế hệ 4, thành phần của nó ấy là Cepquinone. Không? Đây là thành phần thế hệ 4 là kháng sinh cuối cùng ở trong cái nhóm beta lactam. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng cái Ceftifu ấy là thế hệ số 3 ấy hoặc là thế hệ số 4 thì đây là những kháng sinh đặc chủng cao cấp rồi, nên là không có lý do gì không có hiệu quả cả. Ok rồi, cảm ơn anh chị em đã đặt câu hỏi vô cùng tuyệt vời nha. Vậy